Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại tất cả các bài đã học ở học kỳ 1 và sửa bài kiểm tra 15 phút tập hành. Đây nội dung phần ôn tập. Tuần này em sẽ ôn tập lại tất cả các kiến thức đã học của học kỳ 1. Nên nội dung sẽ bao gồm tất cả các bài đã học, gồm có bài 1, chương trình bản tính là gì? Bài 2, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Bài 3, thực hiện tính toán trên trang tính. Bài 4, Sử dụng các hàm để tính toán, bài 5, thao tác với bản tính. Và phần 6, các thao tác cần ghi nhớ. Ở bài 1, chương trình bản tính là gì? Em sẽ có các nội dung sau. Phần 1, chương trình bản tính là gì? Phần 2, các thành phần đặc trưng của Excel. Trong đó gồm có trang tính, thành công thức, các giải lệnh formula và data. Phần 3, nhập dữ liệu vào trang tính, gồm có phần A, nhập và sửa dữ liệu. B. Di chuyển trên trang tính C. Gõ chữ Việt trên trang tính Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính Phần 1. Thế nào là một bản tính? Phần 2. Các thành phần chính trên trang tính Phần 3. Dữ liệu trên trang tính gồm có dữ liệu số và dữ liệu ký tự Phần 4. Chọn các đối tượng trên trang tính Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính. Bài này gồm có: Phần 1: Sử dụng công thức để tính toán. Thế ở phần này em sẽ nhớ các công thức cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và phần trăm. Phần 2: Nhập công thức. Phần 3: Sử dụng địa chỉ trong công thức. Phần này thì em không có lý thuyết. Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán. Phần 1: trong chương trình bản tính, hàm là gì? Phần 2, cách sử dụng hàm. Trong phần này có hai ý, là cách sử dụng hàm và cách nhập hàm vào ô tính. Phần 3, một số hàm thường dùng, có bốn hàm thường dùng. Hàm tính tổng, hàm tính trung bình cộng, hàm xác định giá trị lớn nhất, hàm xác định giá trị nhỏ nhất. Bài 5, Thao tác với bản tính Phần 1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng Phần 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng Phần này có một số lưu ý về chèn thêm và xóa cột hoặc hàng Em cần phải ghi nhớ Phần 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu Phần A, sao chép nội dung ô tính. Phần B, di chuyển nội dung ô tính. Hai phần này gần như hoàn toàn giống nhau. Chỉ có ở phần di chuyển thì chữ sao chép sẽ đổi thành chữ di chuyển. Còn nút copy ở sao chép thì qua di chuyển sẽ thành nút cut. Còn lại là giống nhau. Phần 4, sao chép và di chuyển công thức. Phần A, sao chép nội dung các ô có công thức. Phần B, di chuyển nội dung các ô có công thức. Ở phần này không có thao tác, vì thao tác giống hoàn toàn với phần 3. Ở phần này chỉ đề cập về sự khác nhau giữa việc sao chép công thức và di chuyển công thức là khác nhau như thế nào. Phần cuối cùng của nội dung ôn tập các thao tác cần ghi nhớ. Ở đây em có các thao tác. Khởi động Excel, lưu cấp quả và thoát khỏi Excel. Mở bản tính và lỗi hiển thị các dữ liệu trong ô tính, lỗi ký hiệu thăng. Em nhớ dò lại tất cả các bài đã học. Về phần thi học kỳ thì ngoài lý thuyết ra thì sẽ có một số bài tập dựa trên những cái lý thuyết này. Ở những phần ôn tập sau, cô sẽ đề cập đến trọng tâm thi học kỳ. Còn bây giờ thì em ôn lại những phần này trước. Sau đây là sửa bài kiểm tra 15 phút thực hành. Sửa bài kiểm tra 15 phút thực hành. và đây cũng là cột đánh giá thường xuyên, cột thứ hai Đầu tiên cô sẽ sửa bài của những bạn làm ở trên Google Form Tức là những bạn này không có máy hoặc là những bạn này không lưu được file Excel Bên đây cô sẽ để đáp án Trên link làm bài sẽ có 4 câu hỏi Và chỉ duy nhất chỉ có câu 1 là sẽ nộp file hình Còn những câu còn lại sẽ ghi trực tiếp đáp án ở phía trên đó Đầu tiên là câu 1 Câu 1 yêu cầu Em hãy kể lại bản điểm lớp em ở hình dưới đây, chụp hình lại và lưu tên hình thì nếu mà em lưu tên hình không được, em có thể ghi chú, cái đó cô biết. Cô sẽ không trừ điểm phần đó. Đây là hình bản điểm lớp em của một bạn đã gửi cho cô. Đây là hình đáp án đúng của bạn. Em không cần phải tính điểm trung bình ở cột phía bên đây. Em cũng không cần phải tính tổng điểm tầng môn hay là điểm trung bình lớn nhất, nhỏ nhất gì hết. Chỉ cần ghi như thế này, chụp hình lại là em có được 5 điểm. Như đề bài đã yêu cầu. Ở đây thì có một số bạn ở cột họ tên bạn ghi các bạn trong lớp của mình. Đây là bài kiểm tra 15 phút, không phải là bài thực hành. Ở bài thực hành thì em có thể ghi tên của các bạn trong lớp, nhưng mà đây là kiểm tra 15 phút nên em phải ghi giống y chang. Nhưng dù vậy thì dù tùy theo mức độ cô sẽ không trừ điểm hoặc là trừ một ít điểm. Chẳng hạn như em chỉ thay đổi họ tên của bạn thôi thì cô sẽ không trừ điểm. Nhưng mà nếu em thay đổi cả điểm ở trong này nữa thì cô sẽ trừ em từ 0,5 cho tới 1 điểm tùy theo cách em trình bày. Có một bạn đã gửi nhầm cái bảng điểm sổ liên lạc của bạn cho cô thì đương nhiên là cái đó hoàn toàn sai là bạn sẽ không có điểm cái phần đó. Ngoài ra phần này thì có nhiều bạn gửi file sale. Thì trên tinh thần đây là câu số 1. Nên nếu mà em gửi file sale thì cô chỉ xem em đúng câu số 1 hay không. Nếu em nhập đúng cái bảng điểm này thì em có điểm cái phần này. Tiếp theo câu thứ hai Từ bảng điểm câu 1 em hãy lập công thức để tính điểm trung bình của các bạn trong lớp em. Tính điểm trung bình chúng ta sẽ sử dụng hàm average Đây là đáp án của một bạn khác đã làm Bạn dùng hàm average và bên trong là C3, D3, E3 Từ C3 cho tới C8 Đây là đáp án hoàn toàn đúng và bạn kèm theo kết quả nữa Điều đó rất là tốt Và ở đây cô có một đáp án khác Bạn không sử dụng hàm Bạn chỉ sử dụng công thức bình thường Thì điều đó cũng đúng vì đề không yêu cầu em sử dụng hàm hay là sử dụng công thức bình thường và sử dụng hàm, ngoài việc sử dụng địa chỉ ô giống bạn ở trên đây thì em cũng có thể sử dụng địa chỉ khối. Nhưng câu này sẽ sai nếu em chỉ ghi những cái đáp án 9.125 hay là 9.375. Em chỉ ghi những cái đáp án này là em sai, đề yêu cầu em lập công thức. Nên nếu không có công thức, câu này em sẽ không có điểm. Tiếp theo ở câu 3. Câu 3 yêu cầu từ bảng điểm ở câu 1, em hãy lập công thức tính tổng điểm từng môn cho các môn đang có trên bảng điểm. Tổng điểm từng môn là hàng thứ 10 nằm ở đây. Và ở đây em có tổng cộng là 4 môn toán, văn, anh, địa lý. Và em sẽ lập công thức tính tổng điểm từng môn cho 4 môn này. Đây là tổng điểm thì em sẽ sử dụng hàm sum để tính. Ở đây bạn ghi bằng sum C3 2 chấm C8. Và đây là tổng điểm của cột toán C3 đến C8. Bạn làm tương tự cho những môn còn lại. Ở đây một bạn khác không sử dụng hàm sum, bạn có thể công thức bình thường tính tổng các ô này lại vẫn được, đều có điểm. Nhưng mà có một số bạn lại hiểu lầm. Chữ tổng điểm thì bạn lại ghi hàm average để tính trung bình cộng thì cái đó sai. Hoặc là một số bạn khác sử dụng hàm max min để tính tổng điểm từng môn. Những bạn đó cũng sai. Câu cuối cùng, từ bảng điểm của câu 1, em hãy lập công thức để tìm điểm trung bình lớn nhất và điểm trung bình thấp nhất của các bạn trong lớp. Ở phần này, tìm điểm trung bình lớn nhất và thấp nhất. Lớn nhất là max, là em sẽ dụng hàm max. Đây đây, bằng max G3 2.G8. G3 và G8 là cột điểm trung bình nằm ở đây. Tương tự như vậy, điểm trung bình thấp nhất tức là sử dụng hàm min cũng tìm từ G3 cho tới G8 là ở phân khúc này. Nhiều bạn không ghi G3, 2 chấm G8 ghi địa chỉ tầng ô hoặc ghi tầng con số của cái điểm trung bình nó vô vẫn được. Nhưng mà một số bạn ghi trực tiếp cái số nào lớn nhất hay là cái số nào nhỏ nhất vào thì cái đó sai. Hoặc là bạn không tìm từ G3 cho tới G8 mà bạn tìm từ C3 cho tới C8. D3 tới D8, E3 tới E8. F3 tới F8, mấy cái đó sai. Cái đó là phần sửa của những bạn làm trên Google Form. Và phần Google Form này, những câu 2, 3, 4 là cô sẽ chấm điểm trực tiếp khi em gõ đáp án vào đây. Nên nếu em không gõ đáp án vào đây, tức là em sẽ không có điểm của những câu này. Tiếp theo là những bạn làm trên Excel và gửi file Excel cho cô. Ở phần này cô chỉ chấm file Excel và không chấm hình ảnh. Câu hỏi hai bên gần như giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà ở câu số 4 sẽ còn một điểm và có thêm câu số 5 có giá trị là một điểm. Công thức thì phần này giống với phần phía trên cô sẽ không nói lại nữa. Ở đây cô có một bảng điểm của một bạn đã tính ra các đáp án. Ở đây bạn gõ công thức và ra đáp án là một số nào đó có một số bạn cô chỉ nhìn thấy đáp án mà không có công thức thì tất nhiên những bạn đó sẽ không có điểm cũng có một số bạn ở phần họ tên bạn cũng ghi họ tên của các bạn trong lớp mình và các điểm toán văn anh địa lý bạn cũng thay đổi theo điểm của những bạn đó thì những bạn đó sẽ không được chọn vạn điểm của câu số 1 ngoài ra còn có một số bạn khi tính điểm trung bình thì ra đúng nhưng mà cú pháp của bạn làm thì sai. Những bạn đó cũng không được trọn vẹn số điểm. Sửa bài thực hành 5. Bài tập 1. Điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu ở sách giáo khoa trang 54. Vì đề khá dài nên cô sẽ tóm tắt ý chính của đề như sau. Đeo cầu em mở bảng điểm lớp em ở bài thực hành 4. Câu A em sẽ chèn thêm cột tinh học vào trước cột vật lý như hình 1.55A. Câu B em sẽ chèn thêm hàng ở phía trên hàng bảng điểm lớp 7A, một hàng trắng và phía dưới bảng điểm lớp 7A một hàng trắng như hình 1.55A. Câu C em sẽ dò lại cột điểm trung bình xem có sai hay không, nếu sai em sẽ sửa lại. Câu D em sẽ di chuyển cột điểm tinh học, vật lý, ngữ văn sao cho giống như hình 1.55B. Đây là bảng điểm lớp 7A của bài tập hầm 4. Ở đây phía cột điểm trung bình đã có công thức đây là công thức của điểm trung bình Và như đề bài yêu cầu ở câu A Yêu cầu chèn thêm cột tinh học vào trước cột vật lý Đây là cột vật lý Cô sẽ chèn thêm cột tinh học ở trước cột vật lý Để chèn thêm cột Bước 1 cô sẽ chọn một cột Cột vật lý nằm ở cột D Nên bây giờ cô sẽ chọn cột D bằng cách nhấn vào tên cột Là chữ D trên đây Sau đó cô nhấn chuột phải chọn Insert Cô sẽ thêm được một cột Cột này chính là cột tinh học. Bây giờ cô sẽ gõ dữ liệu của cột tinh học vào. Trước khi gõ em để ý ở cột điểm trung bình. Cột điểm trung bình này đang là 7.7. Em nhớ ô điểm đầu tiên để một lát thay đổi có thể dễ dàng quan sát. Bây giờ cô sẽ gõ dữ liệu vào. Số 8. Em nhìn thấy ở cột điểm trung bình bắt đầu thay đổi khi cô gõ 8 của môn tinh học vào. Và tiếp tục. Và điểm trung bình đã thay đổi. Do công thức cô đang chọn là công thức của địa chỉ khối từ cột C cho tới cột F Nên khi cô thêm cột và thêm số thì đáp án cũng sẽ thay đổi theo Do đó ở cột điểm trung bình này của cô không có gì để thay đổi hết Nếu em sử dụng công thức là địa chỉ ô em sẽ phải thay đổi công thức này Hoặc là em sử dụng công thức bình thường cũng vậy Em cũng sẽ phải thay đổi Tiếp theo ở câu B Câu B yêu cầu thêm hàng và điều chỉnh độ rộng sao cho như hình 1.55A thì hình 1.55A ở phía trên giữa bảng điểm lớp 7A sẽ có một khoảng trống và phía trên hàng số thứ tự này cũng có một khoảng trắng Muốn thêm một hàng ta sẽ chọn hàng đó Bây giờ cô cần thêm một hàng ở phía trên hàng bản điểm lớp 7A Thì cô phải chọn một hàng trước Cô sẽ chọn hàng số 1 Hàng được thêm sẽ nằm ở phía trên của hàng được chọn Nên cô sẽ chọn hàng một Sau đó nhấn chuột phải Insert Sẽ ra được cái hàng nằm ở phía trên bản điểm lớp 7A Tiếp theo sẽ có thêm một hàng trắng nằm ở phía dưới hàng bản điểm lớp 7A và muốn tạo cái hàng trắng đó em sẽ chọn hàng số 3 Do cái hàng được thêm sẽ nằm ở phía trên hàng được chọn Nên bây giờ em sẽ chọn hàng số 3 Chọn hàng xong, nhấn chuột phải, chọn Insert Chúng ta đã có thêm một hàng trắng ở phía dưới chữ bản điểm lớp 7A Và đồng thời ở hình 1.55A Hàng bản điểm lớp 7A này cao hơn những hàng khác Do đó chúng ta sẽ tăng độ cao của hàng bản điểm lớp 7A lên Bằng cách đưa con chỗ chuột giữa đường biên giữa hàng 2 và hàng 3 Sau đó nắm kéo xuống ta sẽ tăng được chiều cao của hàng bảng điểm lớp 7A lên. Tiếp theo cô C yêu cầu kiểm tra điểm trung bình đã đúng hay chưa. Cột điểm trung bình của cô đã thay đổi từ khi cô thêm cột điểm tinh học vào. Do đó không cần phải chỉnh sửa. Còn nếu của em không thay đổi em sẽ phải chỉnh sửa. Cô D. câu D yêu cầu em di chuyển dữ liệu sao cho giống như hình 1.55B. Hình 1.55B, cột tinh học sẽ nằm ở cột F. Vật lý nằm ở cột D và ngữ văn nằm ở cột E. Thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển. Đầu tiên là di chuyển cột tinh học. Cô sẽ chọn cột tin học. Khi cô nói tên cột nhưng tên cột không phải là A B C, D, thì em sẽ hiểu là chỉ chọn những dữ liệu trong cái cột đó. Ví dụ như tin học thì chỉ chọn những ô có dữ liệu là tin học bắt đầu từ hàng thứ tư cho tới hàng thứ 16. Chọn xong nhấn chuột phải chọn Cut. Sau đó cô sẽ chọn một ô bất kỳ bên đây, ví dụ ô i 4 Sau đó nhấn chuột phải chọn BUS. Vậy là cô đã di chuyển cột tin học qua phía bên cục y và em theo dõi là cục điểm trung bình cũng đã thay đổi quay trở về điểm ban đầu tiếp theo cô sẽ di chuyển vật lý và ngữ văn lên phía trên cô chọn cả vật lý và ngữ văn sau đó nhấn nút cut và cô chọn ô D4 cô chỉ cần chọn một ô không cần phải chọn cả hai cột sau đó chọn pass vậy là vật lý và ngữ văn đã đôn lên cột D và cột E tiếp theo là tin học cô sẽ đưa tin học trở về cột F Chọn cột tin học, nhấn cos Sau đó chọn F4 và nhấn bass Và lúc này em thấy điểm trung bình không bị thay đổi, có nghĩa là cột điểm này đã bị sai, em sẽ phải gõ lại cột điểm này. Do bây giờ điểm trung bình này chỉ tính từ C5 cho tới E5, tức là toán vật lý ngữ văn không tính tin học, nên em sẽ xóa cột điểm trung bình này. Để gõ lại. Bây giờ cô sẽ xóa. Và cô sẽ gõ lại. Bài tập 2. Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh công thức khi chèn thêm cục mới sách giáo khoa trang 55. Bài này tiếp tục của bài bản điểm lớp em. Và đề cũng khá dài nên cô sẽ tóm gọn ý của đề như sau. Để yêu cầu em di chuyển cục vật lý sang một vị trí khác, sau đó xóa cột trống do cục vật lý để lại. Và sử dụng hàm tính lại điểm trung bình nếu công thức ban đầu của em không phải là hàm. Ở câu B em sẽ chèn thêm một cột mới đằng sau cột toán và em sẽ sao chép dữ liệu của cột vật lý lúc nãy quay trở về và quan sát xem công thức có thay đổi gì hay không. có nhận xét ưu điểm của việc sử dụng hàm thay vì công thức bình thường. Ở câu C em sẽ chèn thêm cột công nghệ vào trước cột G. Sau đó em sẽ quan sát xem điểm trung bình có thay đổi hay không khi em nhập điểm cột công nghệ. Rút ra kết luận khi chèn thêm cột mới công thức vẫn đúng. Sau đây là video thao tác. Sửa bài thực hành 5, bài tập 2, câu A. Câu A yêu cầu em di chuyển cột vật lý sang một vị trí khác và xóa cột D này đi. Đồng thời, tính lại cột điểm trung bình bằng hàm. Ở đây, cột điểm trung bình này, cô đã sử dụng hàm để tính. Để cho em thấy sự khác biệt. Ở cột này, cũng là công thức tính điểm trung bình, nhưng mà sử dụng công thức bình thường. Ở cột bên đây, cô cũng sử dụng hàm, nhưng mà sử dụng địa chỉ ô, không phải sử dụng địa chỉ khối. Em nhớ là ở cột điểm trung bình này cô sẽ sử dụng địa chỉ khối Nhưng mà ở phần này cô chỉ sử dụng địa chỉ ô Một lát khi thực hiện thao tác em nhớ quan sát các đáp án này Đầu tiên cô sẽ di chuyển cột vật lý sang một vị trí khác như đề yêu cầu Để di chuyển cột vật lý cô chọn cột vật lý Nhấn chuột phải chọn cut. Cô sẽ chọn một ô bất kỳ bên đây để di chuyển tạm thời vào Cô chọn ô K4 Nhấn chuột phải chọn paste. Để em thấy Đáp án bên phía cột điểm trung bình sử dụng địa chỉ khối đã thay đổi. Nhưng đáp án sử dụng công thức bình thường và đáp án sử dụng địa chỉ ô không thay đổi. Tiếp theo cô sẽ xóa cục D theo đề bài yêu cầu. Và câu B. Câu B yêu cầu em chèn một cột nằm ở phía sau cục toán và sao chép dữ liệu ở cột vật lý này vào cột mới được thêm vào đó. Và bây giờ muốn chèn thêm một cột ở phía sau cột toán, em phải chọn một cột trước. Bây giờ cô chọn cột toán, nhấn chuột phải, insert vào. Thì cột được thêm vào sẽ nằm ở phía trước cột toán. Vậy là khác đề bài yêu cầu. Cô xóa cột này đi vì đã sai rồi. Nên để thêm cột ở phía sau cột toán, cô sẽ chọn cột D. Nhấn chuột phải, chọn insert. Và sẽ sao chép dữ liệu của cột vật lý này qua cột trống phía bên đây. Cô chọn hết cột vật lý, nhấn chuột phải, chọn copy. Và qua D4, nhấn chuột phải, chọn Paste. Và em quan sát là công thức tính điểm trung bình này vẫn luôn luôn thay đổi mỗi khi em di chuyển một cột nào đó. Trong khi đó công thức của hai cột này đều không thay đổi. và em có thể rút ra kết luận khi sử dụng công thức hàm là địa chỉ khối, kết quả sẽ thay đổi tương ứng nếu một cột điểm nào đó được thêm vào hoặc mất đi. Bây giờ những cột điểm này không cần thiết để so sánh nữa, cô sẽ xóa đi câu c câu c yêu cầu em chèn thêm cột điểm công nghệ ở phía trước cột điểm trung bình và kiểm tra xem cột điểm trung bình này còn đúng hay không vậy đầu tiên em sẽ chèn thêm cột điểm công nghệ cô chọn cột điểm trung bình nhấn chuột phải chọn insert thì nó sẽ ra một cột trống bây giờ cô sẽ điền công nghệ vào cột điểm công nghệ và cột điểm tin học giống nhau nên cô sẽ copy qua một số máy có thể là sẽ cho ra kết quả đúng nhưng mà một số máy thì sẽ cho ra cái dấu tích màu xanh này và kết quả vẫn không thay đổi vẫn tính từ C5 cho tới F5 vậy em có thể rút ra kết luận nếu chèn thêm một cột vào giữa cột đầu và cột cuối của công thức cột đầu và cột cuối công thức ở đây là cột toán và cột tinh học nếu chèn vào một cột ở giữa, tức là lúc nãy đã chèn thêm cột vật lý, thì công thức hàm tính điểm trung bình này sẽ thay đổi tương ứng. Lúc nãy em cũng nhìn thấy là đã thay đổi tương ứng Nhưng nếu chèn một cột vào phía sau cột cuối cùng của công thức ban đầu Cột cuối cùng của công thức ban đầu chính là cột tinh học Cột công nghệ được chèn thêm vào phía sau ô cuối cùng của công thức Thì công thức sẽ không thay đổi Bài tập 3 Thực hành sau chép và di chuyển công thức và dữ liệu Sách giáo khoa trang 56 Bài này thiên về thực hành Nên có yêu cầu cô sẽ nói rõ khi hướng dẫn trên Excel Cô sẽ nói sơ về yêu cầu của đề bài. Đề bài yêu cầu em tạo một bản tính như hình 1.56 và thực hiện theo các yêu cầu của phần B, C, D. Sau đó quan sát kết quả nhận được, rút ra kết luận và nhận xét của em. Sau đây là phần sửa bài trên Excel. Sửa bài tập 3, bài thực hành 5. Câu A: Tạo bảng với nội dung như hình 1.56. Ở đây cô đã tạo một bảng như hình 1.56. Bây giờ cô sẽ tiếp tục vào câu B. Câu B. Sử dụng hàm hoặc công thức trong ô D1 để tính tổng các số trong ô A1, B1 và C1. Tính tổng sẽ là hàm sum bằng sum. Sau đó cô sẽ chọn A1 nắm kéo tới C1. Vậy là đã tính được ô A1, B1 và C1. Nhấn Enter và kết quả là 6 đó là 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Sao chép công thức trong ô D1 vào các ô D2, E1, E2 và E3. Đầu tiên cô sẽ chọn ô cần sao chép, nhấn chuột phải chọn copy. Đây là ô D2, cô bắt một lần. Tiếp theo là tới ô E1. Ô E2. Ô E3. Quan sát kết quả nhận được và giải thích sau khi dán công thức xong, bây giờ ta sẽ quan sát kết quả. Tại ô D2, tại em có thể nhìn trên thanh công thức bằng xâm A2, 2 chấm C2. Tức là sau khi sao chép công thức ở ô D1 xuống ô D2, thì công thức bây giờ đã tự động chuyển đổi từ A1 thành A2. Trên đây là A1, C1, ở dưới sẽ là A2, C2. Tức là ở đây 2 này sẽ tính tổng của ba số này. Tiếp theo ở ô E1. OE1 tính từ OB1 cho tới OD1 là tính 2, 3 và 6. OE2 tính từ OB2 cho tới OD2. OE3 tính từ OB3 cho tới OD3. Và từ B3 cho tới D3 không có số nào hết. Nên E3 là 0. Tiếp tục của câu C, di chuyển công thức trong OD1 vào OG1 và công thức trong OD2 vào OG2. Quan sát kết quả nhận được và gút ra nhận xét của em. Bây giờ cô sẽ di chuyển OD1 cô chọn OD1 nhấn chuột phải chọn kết di chuyển qua OG1 chọn G1 nhấn chuột phải bát tiếp tục D2 cut. G2 bát Giờ bây giờ ta quan sát kết quả nhận được sau khi di chuyển công thức từ OD1 D2 qua G1 G2 thì ở phần G thì khi di chuyển G1 em thấy có báo lỗi một chút nhưng những OK là xong và G2 thì di chuyển bình thường và khi di chuyển thì địa chỉ khối trong công thức không thay đổi lúc nãy là a 2 c 2 thì bây giờ vẫn là a 2 c 2 tương tự như vậy lúc nãy là a 1 c 1 thì bây giờ vẫn là a 1 c 1 vậy là khi di chuyển địa chỉ ô và chỉ địa chỉ khối không thay đổi nhưng mà khi copy công thức thì địa chỉ ô và địa chỉ khối thay đổi giống như những cái ô này tiếp theo câu d câu d yêu cầu em sao chép nội dung của ô a 1 vào khối h 1 g 4 đây là ô a 1 khối h 1 g 4 là khối này Bây giờ cô sẽ copy từ A1 vào khối này. Đầu tiên để sao chép thì ta chọn ô cần sao chép là ô A1, nhấn chuột phải chọn copy. Tiếp theo là chọn ô muốn dán dữ liệu vào. Nhưng lúc này không phải là một ô nữa mà là một khối, chúng ta sẽ chọn một khối H1 G4. Là khối này, nhấn chuột phải chọn paste. Tiếp theo sao chép khối A1 A2, khối A1 A2 là khối này. Vào khối A5 A7. B5 B8. C5, C9 Bây giờ cô sẽ thực hiện sao chép Đầu tiên là khói A1, A2 Chọn khói này, nhấn chuột phải, chọn copy Dán vào khói A5, A7 Đây Tiếp theo dán vào khói B5, B8 B5, B8 là đây Tiếp theo dán vào C5, C9 C5, C9 Bắp vào sau đó quan sát kết quả nhận được và rút ra nhận xét của em vậy bây giờ chúng ta quan sát kết quả nhận được vậy bây giờ chúng ta sẽ quan sát đầu tiên ở câu d này chúng ta sao chép oa 1 và oh 1 g 4 thì toàn bộ cái khối này đều được phủ số 1. và em có thể rút ra nhận xét như thế này nếu em sao chép dữ liệu của một ô vào một khối thì toàn bộ khối mà em chọn sẽ nhận được dữ liệu của ô đó. Còn đối với khối, khi sao chép một khối, số ô nhận dữ liệu tương đương với số khối được sao chép. Đó là trường hợp của A5, A7 và C5, C9. Còn trường hợp của B5, B8, khối được dán dữ liệu vào có số lượng ô gấp đôi với số lượng ô sao chép, thì dữ liệu trong khối đó sẽ được lặp lại. Giống như thế này. Ở đây khói A1, A2 là có 2 ô Khói được dán vào là B5 tới B8 tổng cộng là 4 ô là gấp đôi so với A1, A2 Nên dữ liệu đã được lặp lại Hướng dẫn bài nhà, dặn dò, em làm bài ôn tập và chuẩn bị ôn tập tiếp theo. Video đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt.